hả sợ hãi, người sầu hả sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, học hôm nay, giáo trình Trần Bộ Kinh, bài 34, Kinh Thập Thượng, 8.7, 8 pháp rất có thể nhập, sư do Thiện Tuệ Tây Siêu giảng dạy, chúng con cùng thỉnh thượng chắc đẳng bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bích Thầy ạ. Nam mô Bích Thầy ạ. Kính thưa lễ Thiện Tuệ Tây Siêu, đơn lễ chư tục đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay có 2 điểm mà chúng ta cần lưu ý về phương diện dịch thuật. Thứ nhất là tam pháp ở đây nói về đúng thời đúng tiết. Mới nghe nói như vậy thì thưa quý vị, đôi khi chúng ta nghe giống như là mình trồng cây, trồng lúa mà nó không có đúng thời đúng tiết. Chúng ta thấy tạm hiểu là có 8 cái điểm gọi là sanh bất phục thời, tức là sanh ra không gặp thời điểm thích hợp, sanh bất phục thời. Cái đó thì nó dễ hiểu hơn cho chúng ta. Và ở đây cái chữ thể nhập chúng là một cái chữ khác mà nhiều khi chúng ta hiểu sự khoa mình, mình thể nhập. Pháp ở đây thì nên hiểu được là cái sự quán triệt hay là nghĩ một cách xuyên suốt, thấu suốt. Duyên nghiệp là cái gì mà đôi khi rất khó để chúng ta có thể nhìn một cách toàn diện. Nhiều khi chúng ta có được cái điều kiện, nhưng mà gặp không đúng thời điểm thì chúng ta cũng không đạt được. Cuộc đời nó có nhiều nhân, nhiều duyên lắm. Và ở đây có 8 pháp mà chúng ta gọi là sanh bất phùng thời. Nhưng người đời thì nói sanh bất phùng thời, người ta hiểu theo ý nghĩa là có thành tựu được cái gì trong cuộc sống. Nếu mình có tài, có tài mà không sanh bất phùng thời thì cũng như không. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, sau đó thì chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng Tọa Tây Siêu giảng dạy rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Một bức thầy giáo sản thu lành thay, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã giảng nhập bài học. Vì thế con xin được đọc chánh kinh, bài 34 Kinh Thập Thượng, 8.7, 8 pháp rất khó thể nhập. Atthadhamma Pukkara, Atthadhamma Pahvetapa, Atthadhamma Parinyaya, Atthadhamma Pahatapa, Atthadhamma Hanapagya, Atthadhamma Visesapagya, Atthadhamma Rupatipuchha, Atthadhamma Upadetapa, Atthadhamma Apinyaya, Atthadhamma Satyikatapa. 8 pháp có nhiều tác dụng, có 8 pháp cần phải tu tập, có 8 pháp cần phải biến tri, có 8 pháp cần phải đoạn trừ, có 8 pháp chịu phần tai hại, có 8 pháp đưa đến thù thắng, có 8 pháp rất khó thể nhập, có 8 pháp cần được sanh khởi, có 8 pháp cần được thắng tri, có 8 pháp cần được tác chứng. Thế nào là 8 pháp khó thể nhập? Phạm hạnh trú, 8 bất hệ bất tiết. Này các hiền giả, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến tới giác ngộ, được thiện thể khai thị, và người ấy sinh vào địa ngục, đó là phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng niết bàn, tiến tới giác ngộ, được thiện thể khai thị, và người ấy sinh vào bằng sanh, đó là phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ hai. Này các hiền giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến tới giác ngộ,
được thiện thể khai thị, và người ấy sinh vào ngạ quỷ, đó là phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ ba. Này các hiền giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến tới giác ngộ, được thiện thể khai thị, và người ấy sinh vào hàng chư thiên, được thọ mạng lâu dài, đó là phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ tư. Này các hiền giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến tới giác ngộ, được thiện thể khai thị, và người ấy sanh vào các biên địa, giữa các loài mọi rỡ vô trí, những chỗ mà các hàng tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, không có đất đứng, đó là phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ năm. Này các hiền giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến tới giác ngộ, được thiện thể khai thị, và người ấy được sanh vào các Trung Quốc, nhưng lại theo tà kiến điên đảo, không có bố thí, không có cúng dường, không có cúng tế, không có quả báo các hành vi thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có các loài hóa sanh, không có các vị sa môn, bà la môn đã chứng đạt chân chánh, đã thực hành chân chánh, đã tự mình chứng tri, chứng ngộ thế giới này với thế giới sau và tương thuyết, đó là phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ sáu. Này các hiền giả, lại nữa, Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến đến giác ngộ, được thiện thể khai thị, và người ấy sinh vào tại các nước Trung Quốc, nhưng ác tuệ, ngu si, điếc, ngọng, không biết nghĩa lý được khéo nói hay vụng nói, đó là phạm hạnh trú thời bất tiết thứ bảy. Này các hiền giả, lại nữa, Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, nhưng pháp không được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến đến giác ngộ, được thiện thể khai thị, và người ấy sanh vào tại các nước Trung Quốc, nhưng có trí tuệ, không ngu si, không điếc ngọng, biết nghĩa lý được khéo nói hay vụng nói, đó là phạm trú có thời bất tiết thứ tám. Như vậy là tám pháp rất khó thể nhập. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp học Pháp Sư Giác Chế biên soạn. 4.5. Tám pháp khó thể nhập. Dupaticca Dhamma. Đây là tám phi thời phạm hạnh trú. Akkhana, Asammaya, Brahmacariya, Vasaya. 1. Khi trong thế gian có Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, và giáo pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, tịch diệt, giác ngộ do bậc thiện thể khai thị, hạng người này sanh trong địa ngục. 2. Khi trong thiên có Đức Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, và giáo pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, tịch diệt, giác ngộ do bậc thiện thể khai thị, hạng người này sanh làm loài thú. Trong khi thế gian có Đức Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, và giáo pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, tịch diệt, giác ngộ do bậc thiện thể khai thị, hạng người này sanh làm ngạ quỷ. 4. Khi trong thế gian có Đức Như Lai, bậc A-la-hán đẳng giác xuất hiện, và giáo pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, tịch diệt, giác ngộ do bậc thiện thể khai thị, hạng người này sanh làm chư thiên thọ mạng dài. 5. Khi trong thế gian có Đức Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, và giáo pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, tịch diệt, giác ngộ do bậc thiện thể khai thị, hạng người này sanh vào các xứ biên địa giữa các loài mọi rỡ vô trí, những nơi mà không có các tỳ kheo ni, các tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, lui tới. 6. Khi trong thế gian có Đức Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, và giáo pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, tịch diệt, giác ngộ do bậc thiện thể khai thị, hạng người này tái sanh ở các Trung Quốc độ, nhưng lại có tà kiến, có quan điểm điên đảo. 7. Khi trong thế gian có Đức Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, và giáo pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, tịch diệt, giác ngộ do bậc thiện thể khai thị, hạng người này tái sanh ở các Trung Quốc độ, nhưng thiểu trí, đần độn, câm điếc, không có khả năng hiểu ý nghĩa thiện ngôn, ác ngôn. 8.
Khi trong thế gian không có Đức Như Lai A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện và giáo pháp an tịnh tịch diệt dẫn đến giác ngộ mà bậc thiện giải khai thị không được tuyên thuyết, hạng người sanh ra tại các Trung Quốc độ có trí tuệ khôn ngoan, không câm điếc, có khả năng hiểu ý nghĩa thiện ngôn ác ngôn. Chánh kinh ở đây là chấm dứt. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi thực dạng bài học một bữa thầy giác. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thiên văn điện tử Phật. Kính chào thượng tọa Nhật Bản đại đức Quy Thông. Kính chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học về tám pháp khó thể nhập. Tức là nói đến tám phi thời phạm hạnh trú. Chữ Akhana là phi thời, thời điểm, không phải thời điểm. Asamaya là không, không phải lúc. Brahmacharya và Vasaya để sống phòng hạnh. Ở đây khi mà chúng ta nói đến chuyện mà chúng ta sanh ra ở đời nhằm cái thời kỳ có Đức Phật xuất hiện, có giáo pháp triển khai, nhưng chưa hẳn là sinh vào cái thời kỳ đó mà chúng sinh có thể được liễu tri pháp, được thể nhập pháp, được sống theo pháp, bởi vì nó có nhiều cái nguyên nhân, nhiều cái lý do. Và chúng ta cần phải hiểu biết những cái nguyên nhân, những cái lý do đó. Chính thế cho nên tám cái sự kiện phi thời phi diệt này mới gọi là pháp khó thể nhập là như vậy. Nếu trong thế gian có Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện và giáo pháp được thuyết giảng, nhưng mà chúng sanh này lúc đó sanh vào địa ngục hay là sanh là loài thú hoặc sanh làm loài ngạ quỷ, thì chúng sanh này không thể có cơ hội
không có cơ hội để gặp Đức Phật và gặp Pháp, để sống một đời sống phẩm hạnh, thành tựu đạo quả. Giải thoát vì sao vậy? Vì rằng muốn chứng đắc được đạo quả, thâm nhập giáo lý của bậc chánh đẳng giác, phải là người tâm nhân, tức là người có trí tuệ, căn cơ trí tuệ. Còn đối với chúng sanh ở địa ngục, bạc sanh hay ngạ quỷ, đó là hạng người đọa xứ hay là khổ thú, gọi là đúc cà tích bố cà lạc. Mà hạng người khổ này thì họ không có căn cơ trí tuệ, làm sao để họ có thể lãnh hội, làm sao có thể hiểu được chánh pháp để mà tu hành và đạt đến cái sự giải thoát. Lần nữa, cái trường hợp thứ tư trong khi thế gian có Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện và giáo pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng khai thị, được bậc thiện thị khai thị, nhưng mà lúc đó người này sanh làm chư thiên họ mạng dài và đi khai giúp căn, đi với đi khai dân ở bên ông Hồ Tí. Sanh làm chư thiên thọ mạng dài đó là ám chỉ cho các vị phạm thiên vô sắc, chỉ cho các vị phạm thiên vô sắc hay là các vị phạm thiên vô tưởng. Chúng ta hẳn còn nhớ khi mà Đức Thế Tôn vừa thành đạo, lúc đó phạm thiên Sa Hàm Ca Tín đến thỉnh cầu Đức Phật hoằng pháp độ sanh. Và Đức Thế Tôn ngài đã nhận lời, đó là cái thông lệ của chư Phật, là cái việc mà ngài hoằng pháp độ sanh đó phải do đại diện chúng sanh cầu thỉnh, gọi là cầu pháp, thì Đức Thế Tôn mới nhận lời thuyết giảng. Và khi mà Đức Thế Tôn ngài đã nhận lời để thuyết pháp độ đời, ngài đã suy nghĩ trước tiên là sẽ độ cho ai, và ai sẽ là người có trí tuệ để có thể lãnh hội được giáo pháp. Thì ngài nhớ đến đạo sĩ A La Hán,
Một vị tu hành đạt đến cái thiền vô sắc, vì đó là một bậc đại trí, là một người có thể lãnh hội được giáo pháp. Thì ngay khi đó chư thiên báo với Đức Phật rằng vị đại sư A La Hán đã qua đời cách đây một tháng. Đức Thế Tôn lại quán xét thấy rằng vị này đã sanh về cõi vô sắc, cõi phi tử phi tử, và với cái sanh hữu ở cõi vô sắc thì vị phạm thiên này không thể nghe pháp để lãnh hội giáo pháp được. Lúc đó Đức Thế Tôn ngài chợt nghĩ đến đạo sĩ Uddaka Ramaputta. Đại sĩ Uddaka Ramaputta cũng là người thứ hai mà chia sẻ với Đức Bồ Tát đạo sĩ Cồ Đàm về cái phương pháp hành thiền, và sau đó ngài đã chứng được vô sở xứ. Đức Thế Tôn nghĩ rằng người vị đạo sĩ này có trí tuệ và cũng có khả năng để đạt, để thâm hiểu giáo pháp mà ta thuyết giảng. Nhưng ngay khi đó chư thiên báo cho Đức Thế Tôn biết rằng vị đó vừa viên tịch khách trên một tuần. Và Đức Thế Tôn quan sát thấy đạo sĩ này sau khi mệnh chung được sanh về cõi trời sắc giới, phạm thiên sắc giới vô sở xứ. Và lúc đó Đức Thế Tôn thì suy nghĩ rằng thật là tổn thất cho hai cái vị đạo sĩ đó, không thể nào gặp được chánh pháp trong kiếp hiện tại, trong thời kỳ giáo pháp này. Ở đây nhắc lại cái câu chuyện đó để quý vị thấy rằng là mặc dù là một người, là một chúng sanh có căn cơ trí tuệ, nhưng mà nhằm đến lúc vị chánh đẳng giác xuất hiện ở đời thuyết pháp độ thế gian, mà người ấy sanh về cái cảnh giới phạm thiên có tuổi thọ cao như vậy, có tuổi thọ dài như vậy, thì khó có thể lãnh hội giáo pháp. Mà nếu chờ cho vị đó, chờ cho vị phạm thiên nó hết tuổi thọ đó, để mà sống ở người nghe Đức Phật thuyết pháp, thì Đức Thế Tôn đã viên tịch lâu lắm rồi. Vì vậy cho nên đây cũng là một trường hợp gọi là phi thời phi diệt để sống đời sống phạm hạnh. Thì như vậy trong bốn hạng người mà chúng ta vừa nói đến, hạng người thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì đó là hạng người khổ. Sanh ở những giới khổ đau thì đương nhiên là không thể lãnh hội giáo pháp. Còn hạng người thứ tư thì mặc dù là hạng người lạc tam nhân, nhưng mà hạng người này lại sanh vào cảnh giới phạm thiên có tuổi thọ quá dài,
không có thể lãnh hội giáo pháp của Đức Phật. Bây giờ đến hạng người thứ năm đó, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thì đó là chỉ như nhân loại. Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện ở Nam Thiện Bộ Châu, tức là hội nhân loại dùng giới của chúng ta. Nhưng mà chưa chắc có dịp để chúng ta sanh làm người ngay trong thời kỳ đó mà có thể lãnh hội giáo pháp, có thể thực hành phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Đức Thế Tôn được. Tại sao? Bởi vì nếu có Đức Thế Tôn bậc An Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời Ngài thuyết pháp ở tại Trung Quốc độ, nhưng mà nhân loại này, người này sinh vào các xứ biên địa Pachatima Patipada giữa các loài mộ rợ vô trí, gọi là mang mộ rợ, và đó là nơi mà không có tương chúng đệ tử của Đức Phật lui tới, tức là không có các tỳ kheo, các tỳ kheo ni, phần sự nam, phần sự nữ ở đó. Như vậy thì cái hạng người, hạng nhân loại này cũng mất cái cơ hội, không gặp thời để nghe pháp được. Vì ở mỗi một quốc độ nó có cái xứ Trung Quốc độ và cái xứ biên địa. Xứ biên địa tức là ở cái vùng biên giới xa xôi hẻo, nơi mà cái sự văn minh của loài người không có đi tới được. Đừng nói chi là ánh sáng Phật pháp. Họ là những người sống lạc hậu, họ không có trí tuệ, họ chỉ sống theo cái bản năng của người rừng mà thôi. Cho nên trường hợp này cũng không có cơ hội để nghe pháp và lãnh hội giáo pháp, sống đời sống phạm hạnh. Đến cái hạng người thứ sáu, hạng người thứ sáu này mặc dù được sanh ở tại Trung Quốc độ, tức là những cái xứ trung tâm văn hóa, Đức Phật lại xuất hiện ở Ấn Độ, thì cái xứ trung tâm văn hóa như là xứ Maktha, xứ Kusala, Ma Kiệt Đà, Kiệt Cát La chẳng hạn, xứ Quá Chi gì đó, thì mặc dù cũng sanh vào Trung Quốc độ như vậy, nhưng mà hạng người đó lại có cái ác tà kiến. Có cái tri kiến điên đảo. Nói một cách khác, cái tà kiến và tri kiến điên đảo, nếu như chỉ là cái tà kiến thông thường như là thường kiến vô vân, thì như vậy thì có thể cũng sửa trị được. Nhưng mà đằng này, người này rơi vào cái đoạn kiến quá đáng, không tin có đời này, không tin đời sau, không tin có khác quá sanh, không tin có hành vi thiện ác, không tin có quả vị thuộc của hành vi thiện ác đó, không tin
có ơn đức cha, có ơn đức của mẹ. Không tin có những vị sa môn và la môn tu hành chân chánh có thể đắc được quả vị giải thoát hay tìm định thường thông, không có tin. Và họ rơi vào cái tình trạng gọi là vô, vô thần. Cái này thì khó, thì không thể lãnh hội được giáo pháp, mặc dù họ đang sanh tại ở các xứ trung quốc độ, trung tâm điểm của quốc độ, nơi mà cái tâm quá văn minh, và nơi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp hàng ngày, nhưng mà họ không thể lãnh hội được. Đó cũng là mất đi cái thời dịp lại nữa. Cái hạng thứ bảy đó, trong khi thế gian coi như là bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện, người này cũng tái sinh ở tại các trung quốc độ, mặc dù không có tà kiến, nhưng mà người đó là người thiểu trí, đần độn, câm điếc, không có khả năng hiểu ý nghĩa thiện ngôn ác ngôn. Thì như vậy cũng như không, tức là nói cách khác là cái chúng sanh này là người lạc phu nhân đó. Mặc dù sư sanh ở tại Trung Quốc độ, tức là gặp cái thời của Đức Phật, và ngay tại cái xứ trung tâm văn minh văn hóa có giáo pháp triển khai, nhưng mà người này khờ khạo đần độn, không có trí tuệ để mà lãnh hội được, có thể nghe pháp và hiểu được lời dạy của Đức Phật, kể như cũng mất cơ hội. Cái hạng người thứ tám thì trong khi thế gian bây giờ nói một cách khác như thế này nè, là người thứ tám mặc dù họ sinh ra ở tại xứ Trung Quốc độ, có trí tuệ khôn ngoan, không công biết và có khả năng hiểu nghĩa thiện ngôn ác ngôn, họ có tiêu chuẩn đó, nhưng rất tiếc là bây giờ trong thế gian không có Đức Như Lai A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện, và không có giáo pháp của bậc chánh đẳng giác được thuyết giảng. Vậy thì dầu cho họ có trí, họ khôn ngoan thì cũng như không, không thể nào mà đắc được đạo quả, vì cái thời kỳ đó không có giáo pháp của Đức Phật. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy trong tám hạng người đó, kể như là cái hạng người nào cũng mất cái cơ hội. Điều mà như Thượng Tọa Giác Đẳng Dẫn Nhập đã nói là sanh bất phùng thời, và cái câu mà sanh bất phùng thời là ám chỉ cho cái trường hợp thứ 8, họ có trang bị trí tuệ đầy đủ và sanh ở tại Trung Quốc độ,
có tiêu chuẩn. Nhưng mà rất tiếc là không gặp thời Đức Phật xuất hiện và giáo pháp được tuyên thuyết, được lưu truyền trong thế gian. Cái đó là bất phụng thời. Còn như bảy hạng người kia đó thì gặp thời Đức Phật xuất hiện nhưng mà họ không có đủ những cái tiêu chuẩn khác để mà họ có thể lãnh hội giáo pháp. Do đó ở đây chúng ta nên hiểu gọi là phi thời phi diệt phạm hạnh trú, tức là tình trạng không có thuận tiện, cái hoàn cảnh không đúng lúc để có thể sống cao. Phạm hạnh thanh cao ở đây là chỉ cho đạo quả giải thoát. Gặp thời kỳ Đức Phật xuất hiện và có giáo pháp mà chúng sẽ ở trong cái tình trạng đang sanh ở địa ngục hay là sanh vào cái loại thú, sanh làm thân ở quỷ hoặc là sanh làm vị thiên có tuổi thọ dài thì không thể có cơ hội để nghe pháp và hành pháp cho chứng đắc. Hoặc là sanh làm thân nhân loại thật cũng gặp cái thời có Phật pháp, nhưng mà người đó lại sanh vào những cái xứ bi địa lạc hậu, thiếu ý thức, thiếu trí tuệ, không có cơ hội để hành pháp giác ngộ. Và cho dù được sanh tại xứ Trung Quốc độ, gặp lúc có Đức Phật và giáo pháp, nhưng lại là người ác tài kiến hay là người kém trí tuệ đần độn thì cũng có không có cơ hội thuận lợi để hành pháp giác ngộ. Một trường hợp nữa là dù là người có trí tuệ, thừa khả năng hiểu biết và được sanh tại Trung Quốc độ, nhưng mà không nhầm lúc có Đức Phật và giáo pháp thì cũng gọi là thiếu cơ hội để giác ngộ. Như vậy thì chỉ khi hội đủ bốn điều kiện mới có cơ hội tốt của phòng hành trú, tức là một, được sanh là người có trí tuệ; hai là một là được sanh làm người, hai là có trí tuệ; ba là sanh ở tại xứ Trung Độ; bốn là nhằm thời kỳ có Đức Phật và giáo pháp xuất hiện trong đời. Nếu mà thiếu một trong những sự kiện trên thì gọi là phi thời phi diệt phạm hạnh trú. Người Phật tử chúng ta cố gắng để nhớ và hiểu được điều này. Mỗi khi mà chúng ta Phật tử chúng ta thường thường khi mà đi làm phước hay nguyện, nguyện đời sau gặp Phật, gặp chánh pháp, tu hành đắc đạo quả giải thoát, chúng ta nghĩ rằng là nếu mà nguyện như vậy thì nó sẽ thành tựu. Như thưa quý vị, nếu mà chúng ta muốn có được cái cơ hội, có được cái dịp gặp phùng thời, gặp thời để chúng ta có thể giác ngộ, gặp thời Đức Phật và để chúng ta có thể nghe pháp và giác ngộ được, thì không phải chúng ta chỉ nguyện xuông như vậy là đủ, mà ngay trong hiện tại là chúng ta phải cố gắng học hiểu được giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác ngay trong lúc này. Bởi vì giáo pháp của chư Phật đều có cái đặc tính hướng thượng giống nhau, đặc tính hướng thượng giống nhau,
và đưa đến sự giải thoát khổ sinh tử luân hồi giống nhau. Do đó cho nên bây giờ chúng ta muốn, nếu mà hiện tại chúng ta cố gắng nỗ lực mà không đắc đạo quả, thì chúng ta muốn gặp thời gặp dịp ở một vị Phật tương lai, thì ngay bây giờ chúng ta phải thực sự có niềm tin thanh tịnh, có lòng tịnh tính nơi Đức Phật, nơi giáo pháp, nơi chư Phật. Khi chúng ta có lòng tịnh tính như vậy đó, thì nó sẽ là cái cơ hội thường cận ý duyên để giúp cho chúng ta đời sau dễ sanh nhầm cái thời kỳ có Phật pháp, có tăng ni và chúng ta quan hỷ. Một cái điều thứ hai đó là ngay trong hiện tại này chúng ta cố gắng trao dồi chánh tri kiến dưới trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta cố gắng học hiểu giáo pháp để chúng ta biết rõ các pháp của vi là vô thường, các pháp của vi là khổ, các pháp là vô ngã. Khi mà chúng ta thấy biết như vậy đó, nó thành cái thường cận ý duyên, thì đời sau sanh nhầm cái thời vì có lòng tịnh tính nơi giáo pháp rồi chánh đẳng chánh giác ở quá khứ, cho nên trong kiếp tương lai đó chúng ta cũng sẽ dễ dàng có niềm tin nơi Đức Phật giáo pháp. Và vì rằng ngay trong hiện tại này chúng ta có tính kiến, cho nên đời sau chúng ta sanh ra cái thời của Đức Phật tương lai, chúng ta mới có được cái tính kiến, tức là có trí tuệ để nhận hiểu giáo pháp. Và khi trong hiện tại này chúng ta cố gắng để chúng ta thực hành giáo pháp, thể nhận tri kiến đối với giáo pháp, nếu mà chúng ta không có chịu học, không có chịu hành, không có niềm tin nơi Phật pháp, mà chúng ta cứ nguyện ở trong nguyện trong tương lai chánh pháp gặp được Đức Phật tương lai, thì ngay trong hiện tại chúng ta tạo cho mình một cái thường cận ý duyên, một cái tập khí có niềm tin nơi Phật pháp, có trí tuệ hiểu được Phật pháp, thì trong tương lai chúng ta gặp thời kỳ Đức Phật, dầu cho chúng ta sinh ra mà chúng ta ngồi kế bên Đức Phật đi nữa, chúng ta cũng không lãnh hội được, bởi vì chúng ta đâu có quen nghe và hiểu được chánh pháp. Chúng tôi cũng thường nhắc cho các Phật tử, mỗi khi nghe họ là phước trai tăng hậu vị như vậy, chúng tôi nói rằng hiện tại mặc dù Đức Thế Tôn đã niết bàn, nhưng mà giáo pháp tam tạng kinh điển còn để đó, chư tăng còn giảng dạy cho các Phật tử nghe, thì hãy lắng nghe chánh pháp này đi, hãy thực hành chánh pháp này đi, rồi tự khắc ở trong tương lai này chúng ta có duyên lành để chúng ta gặp cái thời Đức Phật và diễn đến giáo pháp. Còn bây giờ chúng ta không chịu học, không chịu hiểu giáo pháp, mà chúng ta mơ ước ở tương lai gặp chánh pháp là gặp cái gì, lúc đó chúng ta có dầu cho Đức Phật đang thuyết pháp, ngồi trong pháp tòa này thuyết pháp, ở dưới này chúng ta nghe cũng giống như vịt nghe sắc vậy thôi, bởi vì chúng ta không có thường nghe giáo pháp của bậc chánh đẳng giác nào trong quá khứ, thì làm sao chúng ta có thể nghe được chánh pháp do Đức Phật thuyết giảng. Cho nên cái sự kiện phi thời phi diệt để phạm hạnh trú, cái này chúng ta cần phải suy niệm cho kỹ, chúng ta cần phải nhớ biết cho kỹ, chớ khó lắm thưa quý vị, bởi vì mới gọi là khó thể nhận. Chứ đâu phải giống như là chúng ta
chê cái hãng máy bay này, rồi chúng ta mua vé máy bay hãng khác thì chúng ta đi được đâu. Hãy chúng ta xem thường, chúng ta chê cái giáo pháp hiện tại của bậc chánh đẳng giác, hiện tại là Đức Gotama đó, Đức Phật Gotama. Rồi chúng ta ngồi, chúng ta cứ mơ tưởng là chúng ta sẽ gặp chánh pháp trong tương lai. Lúc đó chúng ta còn chưa hiểu chánh pháp có nghĩa là gì, đừng nói chi là chúng ta hiểu thâm thúy về lời dạy của vị chánh đẳng giác, để chúng ta đoạn trừ lộ hoặc phiền não, giải thoát sanh tử luân hồi. Khó lắm thưa quý vị. Cho nên trong cái bài học này chúng tôi muốn nói thêm cái phần cuối, chỉ cho quý vị để người hiểu được. Chứ nếu mà chỉ nói sơ qua bài giảng không tán với chi pháp, giảng xong rồi quý vị không hiểu là sẽ phải làm gì ngay bây giờ để trong tương lai gặp thời gặp dịp sống phòng hạnh trú, nếu như trong kiếp hiện tại không đắc được đạo quả A La Hán để giải thoát. Chúng tôi xin được kết thúc bài giảng hôm nay ở đây, và xin kính thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng Hoa Hỷ điều học. Hôm nay thì ở trong room chỉ có Đại Đức Nguyên Thông của chúng tôi thôi, xem ra Thượng Tọa Nhất Đẳng sẽ phải rất mệt để điều học. Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Sao thủ kính trình Thượng Tọa Tề Siêu. Mà Thượng Tọa Tề Siêu thường thường á, khi mà chúng ta quan niệm rằng mình có phước rồi mình có tất cả, cái gì cũng có phước rồi tất cả. Nhưng mà bài học kỳ hôm nay phải chăng là dạy rằng đôi khi mình có phước, thí dụ như mình sanh làm phạm thiên, khỏi phi tưởng phi tưởng, có vô sự, các khỏi vô sắc chẳng hạn, đâu phải là người vô phước. Nhưng mà hữu phước là một lẽ, mà hữu duyên là một lẽ khác, có đúng như vậy không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Hoan Hỷ trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, quả thật như vậy. Người hữu phước chưa hẳn là người hữu duyên với Phật pháp. Bởi vì hữu phước đó, có nghĩa là họ làm những cái công đức, chẳng hạn như là họ sống chí hiếu của cha với mẹ, phụng dưỡng cha mẹ, hiếu kính cha mẹ, hiếu kính bậc huynh trưởng. Đó là cái công đức, là cái phước báo. Nhưng mà nếu hoàn toàn cái tri kiến của họ mà sai trật với chân lý, họ chỉ chi về được mỗi thiện pháp là hiếu kính cha mẹ thôi, thì người đó đời sau sanh ra gọi là hữu phước, nhưng mà không có duy như Phật pháp, kêu gọi là hữu duy như Phật pháp. Hay là một người vì họ có tiền bạc nhiều, có tiền của nhiều, họ bỏ tiền ra để đi làm các cái cuộc cứu tế từ thiện lớn, họ làm việc từ thiện giúp đỡ người nghèo khó, hoặc là treo những giải thưởng
Nobel chẳng hạn, để cho ở trên thế giới này những người nào tài giỏi có công với nhân loại là đến được hưởng cái phần đó, mặc dù họ làm phước như vậy đó. Sao họ được phước thôi chứ họ không có duy như Phật pháp. Cũng giống như là trường hợp khi mà chúng ta có tiền, đừng nói là chúng ta có tiền mua thiên cũng được. Chúng ta có tiền nhưng mà chúng ta ở tại cái vùng biên địa xa xôi hẻo lánh, hoặc là ở vùng hoang mạc hay là sa mạc, chúng ta bị lưu lạc ở đó, thì chúng ta có tiền cũng như là đóng vậy thôi. Người ta có bán gì đâu mà mua, mà ở chỗ đó làm gì mà có những cái biệt thự, những cái villa để mà chúng ta sống nhã, dù chúng ta có tiền. Có tiền cũng như là có phước vậy, nhưng mà không gặp thời, không gặp dịp thì chúng ta khó có thể lấy tiền đó để chúng ta mua sắm những cái gì như ý muốn của mình đâu. Bởi vậy một người Phật tử tu tập, khi mà chúng ta tạo phước là chúng ta phải tạo duyên với Phật pháp. Thế nào gọi là tạo phước và tạo duyên với Phật pháp? Ở đây khi mà chúng ta làm thiện, cái tâm thiện này phải là, nếu mà chúng ta làm thiện bằng Somanasa tâm thọ hỷ, hoặc là thọ xả bế ca sa, hay là chúng ta làm phước bằng cái tâm phụ trợ hỗ trợ sa sanh khê ca hay là sanh khê ca, thì cái đó là phước thọ hỷ và vô trợ thì có phước nhiều, gọi là phước thọ xả hữu trợ thì phước nó kém hơn một chút. Nhưng mà ở đây dù là phước thọ hỷ thọ xả, vô trợ hữu trợ, thì một điều mà chúng ta phải nhớ là chúng ta phải là nha ná sa mi chút tập, tức là tương trí. Một người làm phước mà tương trí, làm phước với tâm hợp trí, thì như vậy người đó sẽ có cơ hội hữu duy Phật pháp. Thế nào gọi là làm phước với tâm hợp trí? Khi người bỏ tiền ra để đi làm phước, người này nghĩ rằng tiền bạc, tài sản chỉ là phù du, giả tạm, nó chỉ là chất có rồi mất, hoặc là có để đó sau khi mình chúng ta không đem theo được cái thứ gì qua kia thế giới, qua bên kia thế giới. Do vậy, ta hãy dùng cái tài sản này để tạo cái phước thiện, tạo cái phước trong tương lai, đó là hợp trí. Nhưng mà hợp trí cách đó thì cũng chưa phải gọi là có duyên với Phật pháp, dầu họ hiểu đúng. Nếu một người mà họ làm phước, họ suy nghĩ rằng những chúng sinh Bồ Tát làm những cái công đức ba la mật parami, để dọn cái con đường đưa đến sự giải thoát, ta cũng đang làm phước, ta cũng đang bố thí,
ta sẽ dọn con đường để đưa đến sự giải thoát. Người này hợp trí như vậy đó, suy nghĩ như vậy rồi làm phước đó là hữu duyên với Phật pháp, hữu duyên giác ngộ. Nhưng mà cũng chưa, nếu mà chúng ta làm phước đó, chúng ta nghĩ rằng Đức Thế Tôn thường khen ngợi cái sự pháp bố thí, Ngài thường khen ngợi tán thán cái việc giữ giới, Ngài thường khen ngợi tán thán cái việc mà tu thiền. Ta hãy đưa theo lời dạy của Đức Phật để bố thí trì giới và tu thiền, bắt đầu là chúng ta kết duyên với Phật pháp. Vì chúng ta còn đang, chúng ta đã đang nghĩ đến Đức Phật, nghĩ đến lời dạy của Đức Phật, rồi chúng ta thực hành theo lời dạy đó. Và làm phước hợp trí theo một cách nữa là người này khi mà làm phước gì, bố thí vật trì giới, vật tu thiền, tạo phước vật, phước đức, phước trí, người này nghĩ rằng không mong cầu gì hơn ở trong tam giới này, mà ta chỉ mong những cái thiện sự này sẽ là tư cụ cho tâm, được vật trang điểm cho tâm, để trong tương lai sẽ đoạn trừ những phiền não lậu hoặc và chấm dứt sanh tử luân hồi. Người đó nghĩ như vậy, người đó đang hướng tâm đến cái con đường mà chư Bồ Tát đã đi. Chư Bồ Tát đây là những người đã hoặc đang thành Phật. Như tỳ thân Đức Phật, Đức Phật đã thuyết trong kinh tạng này, các tỳ kheo, khi ta chưa thành bậc chánh đẳng giác, hãy còn là vị Bồ Tát, ta có tư tưởng sau đây. Rồi Ngài thuyết lên cái pháp đó, như ở trong Trung Bộ Kinh, bài kinh Thánh Cầu, vân vân, Đức Thế Tôn thường hay nhắc cái sự kiện đó. Thì rõ ràng là hễ mà chúng ta có cái tác ý hướng đến cái tâm nguyện là một vị Bồ Tát đang thực hành ba la mật để đạt đến như vậy, thì cái này là chúng ta kết duyên lành Phật pháp để chúng ta dễ dàng giác ngộ trong tương lai. Chỉ có cách chúng ta làm phước mà chúng ta hợp trí ấy, chúng ta có khéo suy tư như vậy đó, thì chúng ta mới gọi là sau này gọi là hữu phước và hữu duyên. Còn nếu mà những người làm phước mà chỉ là vô trí, thì những người đó đời sau sinh ra giàu có, nhưng mà đầu óc của họ mang nặng tà kiến, và họ giàu có nhưng mà họ lại say mê tài sản, chỉ biết làm giàu hưởng thụ thôi, chứ họ không có cái tư tưởng suy nghĩ theo cái khuynh hướng vô tham vô sân vô si, theo cái khuynh hướng xuất gia, hay là cái khuynh hướng viễn ly, khuynh hướng xuất ly, sáu cái khuynh hướng Bồ Tát nó không có. Thì như vậy được xem như là người này chỉ là những trọc phúc, chỉ vậy thôi. Cái điều này ở đây đó, để các Phật tử chúng ta suy nghĩ nhớ biết, để mỗi khi chúng ta làm phước, chúng ta đừng bỏ qua cái cơ hội làm phước bằng cái tâm hợp trí. Và đừng bao giờ chúng ta lại quên liên tưởng đến Đức Phật, liên tưởng đến lời dạy của Đức Phật. Khi chúng ta làm phước như vậy đó, chúng ta kết duyên lành Phật pháp ngay trong hiện tại, không chứng đắc được đạo quả thì đời sau chúng ta
gặp một vị chánh đẳng giác khác xuất hiện ở đời, chúng ta cũng có duyên lành để chúng ta chứng đắc được đạo quả. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa giác đẳng về Nam Mô của thầy. Sa thủ kính trừng thượng tọa tiểu sư. Mà thượng tọa tiểu sư ở Thái Lan và Miến Điện đó, có cái sự kiện như vậy là ở Thái Lan như mình lên trên Chiang Rai hay Chiang Mai đó, thì những cái bộ tộc thiểu số như người Mèo, người Karen chẳng hạn, người Karen, thì hoàng gia Thái cũng như là chư tăng cũng có nỗ lực để đem Phật pháp lên cho họ, nhưng mà cái sự thành công nó không lớn. Mặc dù ở các Phật giáo quốc gia Phật giáo Nam Tông đó thì chư tăng đi khất thực và sống rất gần với quần chúng, trong lúc đó thì Tin Lành và Thiên Chúa giáo thì họ rất thành công ở trong cái việc mà truyền giáo cho những cái bộ tộc ít người hay là bộ tộc thiểu số. Ở Nam Mỹ cũng vậy, ở Phi Châu cũng vậy, và bây giờ Á Châu cũng vậy. Những cái bộ tộc mà càng kém thì càng dễ để theo đạo Thiên Chúa, theo đạo Kitô giáo. Thì đó có thể giải thích là tại sao Phật pháp đó để truyền bá ở những cái bộ tộc mà về sự văn minh của ngôn ngữ sang văn minh học thuật tương đối là hạn chế. Thì tôi có thể cho biết ý kiến thừa về điểm này không? Kính thưa tôi. Anh là một người thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái chân giải thoát á rất khó, chúng sanh mà thiếu trí khó có thể nhận ra được, khó có thể lãnh hội, và họ khó có thể chấp nhận vì họ không biết hết. Còn đối với những triết lý của tôn giáo không cần phải tu tập rèn luyện và không cần phải có trí tuệ sáng suốt, miễn sao có niềm tin, cứ nhắm mắt mà tin như vậy, thì song song đó hễ họ nghèo thì cứ cấp dưỡng cho họ tiền bạc và thức ăn, họ không có nhà cửa ở thì các cái tôn giáo đó họ bỏ tiền ra của giáo hội đó, đi đến họ chịu khó họ cho xây dựng làng sớm, cất nhà cửa cho người dân. Cũng giống như là ở trên cái mái nhà của chúng ta hay thì tự nhiên là họ thích chứ đâu có gì cả. Cái mà chúng ta gọi là thành những tôn giáo khác họ công đó, cái thành công đó là chúng ta nói công, nhưng mà thật sự là
không có. Bởi vì các cái dân thiểu trí đó, họ không có hiểu biết về những cái lời thuyết giáo, những cái lý lẽ thâm sâu. Khi mà có tiền giữ cho họ, khi mà giữ cho họ rồi thì lúc bây giờ trong khi Phật giác, chỉ cần cho họ biết rõ báo nhân quả tự chịu, nếu độ thì họ làm khác đi, phải sống thiện. Nếu họ hiểu được, họ nhận thức được thì suốt cuộc đời của họ sẽ làm theo như vậy. Cái đó là họ một cái niềm tin vững chắc, niềm tin ở chính bản thân họ, cho họ một tự nhận thức cái cuộc sống, tự họ làm chủ chính bản thân họ, thì như đó là sự thành công vô ích. Chỗ ít nơi được thành công như vậy, nhưng mà cái đó là thành công. Nếu một trường hợp cứ đem tiền vung vãi để mua chuộc thì thấy mắt không biết gì hết, bởi vì họ là người thiểu trí mà ham tiền. Thì như vậy thời gian sao họ có thể bỏ, lúc đó mới thấy là không giả tràng. Này thưa quý vị, chúng sanh thiểu trí thì nhiều mà người hữu trí thì ít, rất dễ có cơ hội mà có thể hiểu được, có thể nghe và hiểu được chắc của một chánh đẳng thuyết giảng, và tự thành tinh tấn được để đạt đến cái sự giải thoát khó lắm thưa quý vị. Đức Phật này hẳn có thuyết ở trong pháp của mình, ít người nhân loại đến bờ bên kia, đa phần người còn lại quay bên này. Thì ở đây chúng ta thấy rằng trung vào thời Phật, những chúng sanh hữu duyên hữu phước vào thời Đức Phật, họ sanh ra ở xứ Trung Quốc, gặp Đức Phật ở Trung Quốc độ. Trong thời 500 thiện, 500 cận sự nam đó, 500 vị công tử đó, 30 vị công tử đó, 50 vị đó chứng được đạo quả và sinh xuất gia. Ngài thuyết xong cái bài pháp Anittapariya Yat số 8 và tháp môn lửa, tháp môn đốt nóng, 1003 vị đạo sĩ thời lửa, Uruvalakasapa là Phật giáo ngay từ cái thời điểm đó thành công. Không phải là Đức Phật tìm cách để mình mua chuộc họ, nhưng thành công ở chỗ là người trí lúc bây giờ xuất hiện rất nhiều và hữu duyên với Phật pháp, cho nên tự họ có thể lãnh hội được giáo lý một cách trọn vẹn. Khi đó Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp độ cho họ chứng đắc được đạo quả, họ tự chứng đắc đạo quả. Thì lúc bây giờ quanh năm suốt tháng Đức Thế Tôn đi chỗ này chỗ kia, ngài không phải là ngài thăm viếng họ mỗi ngày cho họ ăn này, nhưng mà họ nương theo sống, họ đã hiểu được chánh pháp, họ đã giác ngộ được chánh pháp,
thì mới gọi là thành công của sự hoàn hóa bả giáo Phật. Cứ để cho họ ăn thì sai đâu họ làm đó, biển cái gì cũng nghe theo cái đó, cho họ ăn, cho họ mặc, cho tiền bạc họ xài, vậy thì cái đó không gọi là thành công, cái đó thì nó không giá tràng lắm, cái đó không giá tràng lắm. Mà chúng sanh cái kiểu mà thiểu trí như vậy, tham mê tiền bạc như vậy đó, trong thế gian này, nhất là ở thời kỳ này, thì cho nên là một vị tu sĩ trong Phật giáo thì tôi cũng có cái nhìn đó, cũng hiểu được như vậy, cũng biết được như vậy. Nhưng tôi không có cái gì xót xa trong lòng, tại sao Phật pháp đã tắt mà lại khó thâm nhập vào những cái xứ biên địa, những cái nhân mộ rỡ như thế. Chúng tôi không có băn khoăn, là vì chúng tôi hiểu là ở cái xứ đó những người hiểu trí như vậy là họ thế nào, họ thâm giáo pháp cao siêu như vậy, họ không thể nào đủ cái niềm tin, không thể nào có đủ cái sự tinh tấn và không đủ trí tuệ để họ sống thực hành theo giáo pháp. Thì như vậy mình bỏ công mình đi đến vô chùa họ để làm cái gì? Cho nên trong vấn đề đó thì sự hoàn hóa tuyên lương Phật pháp cần đến trình độ văn minh, tức là có người hữu duyên và hữu phước có thể lãnh hội được giáo pháp. Chứ còn nếu mà đi đến ở tại cái xứ biên địa đó mà gặp những người dân đó mà mình cho họ cái hay thì cho họ mong có cái vui thì không thành công. Chúng tôi ở tỉnh Lỵ, thưa quý vị, chúng tôi ở trong ban hoằng pháp của tỉnh Lỵ, chúng tôi đi hoằng pháp đi cùng với mấy thầy, mấy thượng tọa hòa thượng đó, ở trong tỉnh hội. Nhiều khi chúng tôi thấy cũng là cười lắm. Thí dụ các chùa ở dưới huyện, vùng sâu, vùng xa, ở vùng quê, hễ mà tổ chức lễ hội chùa chiền đó, tổ chức lễ mà có mời các nghệ sĩ, ca sĩ đi đến văn nghệ đó, đi đến hát, hát tuồng trong đêm, thì dân làng từ đầu đến cuối làng họ nô nức, họ đi đến trễ hội đó để họ nghe, họ xem văn nghệ, xem diễn tuồng. Nhưng mà nói rằng là tổ chức cái pháp hội để thuyết pháp thì không có bao nhiêu người nghe hết. Thành thử ra ở mấy cái chùa Bắc Tông đó thì cứ thế mà làm, tức là muốn cho cái chùa mình được dân chúng họ tưởng đến cho đông thì mình mời các cái, họ mời các cái ca sĩ nổi tiếng đến để mà ca hát. Thì chúng tôi nghĩ nếu mà gọi là thành công trong cái việc mà đi hoằng pháp kiểu đó thì chúng tôi không ham chút nào cả, chúng tôi không ham chút nào cả. Chẳng thể ít mà nó có cái phẩm chất, nó có chất lượng hơn là đông nhưng mà nó rỗng không có gì hết. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thứ hai của Thượng Tuệ Đại Nguyện Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trường Thượng Tuệ Thầy Sư. Thỉnh Thượng Tuệ Sư trả lời một câu nữa rồi, thỉnh Thượng Tuệ đi nghỉ. Thì tôi thực sự trong bài học kỳ hôm nay thì chúng ta thấy rằng
khi mà Đức Phật này ra đời mà chúng ta sanh làm chư thiên thọ mạng lâu dài như chư thiên cõi vô sắc chẳng hạn, thì đó cũng là một cái chuyện mà mình lại đánh mất đi cái cơ hội để nghe Phật pháp. Mình thấy rằng cái khuynh hướng của nhiều Phật tử đó, rất nhiều chứ không ít đó, là họ không thích cõi người, chỉ muốn sau khi mất đi sanh về cõi trời hay sanh về Tây phương cực lạc rồi sanh về nào đó. Nhưng mà phải chăng là theo Tam Tạng Pali đó, là ở cõi người là cõi rất là tốt để chúng ta tu tập, để chúng ta tạo phước, để chúng ta vun bồi phúc đức, có phải như vậy không? Và như vậy thì chúng ta có nên hướng về cõi khác hay không? Hay là chúng ta nên chọn cái cõi người là cái người nơi mà để chúng ta vun tu ba la mật? Xin kính thưa Thượng Tọa Sư Quan Thế Trời. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở những cái cảnh giới thiên phẩm thiên là những cảnh giới của những người có cái phước đức đặc biệt, và do vậy nếu muốn hưởng phước đó, muốn hưởng lạc do pháp, do công đức thì cứ nguyện sanh về cõi chư thiên và phạm thiên. Còn nếu như một người mà muốn tu tập để giải thoát thì hãy sanh ở cõi nhân loại. Vì sao vậy? Vì ở cõi nhân loại khổ thì khổ đủ để cho người ta nhàm chán cái sự đời, nó không đến nỗi khổ như ở địa ngục hay là loài ngạ quỷ. Khổ khổ cùng đường, khổ cùng đường, khổ tột cùng thì lúc bây giờ thì tuệ không phải, nhưng mà khổ vừa vừa ít đủ để người ta nhàm chán, người ta sợ cái sự khổ luân hồi. Thì chỉ có ở con người mới có cái khổ vừa vừa thôi. Còn mà nếu nói lạc, mặc dù con người chúng ta không có hạnh phúc, không có hưởng lạc bằng cõi chư thiên phật thiên, nhưng mà cũng hưởng lạc vừa vừa đủ để cho chúng ta cảm thấy thoải mái, vui vẻ để chúng ta sống. Thì như vậy có thể nói là con người chúng ta khổ cũng hơi trung đạo chút, lạc cũng hơi trung đạo chút. Thì như vậy là chúng ta vừa đi tu, vừa đi tu. Chúng ta ăn mà quá chúng ta ăn cũng không đủ, mà ăn ngọt quá chúng ta ăn không đủ, thì vừa 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 thôi. Thì cái vừa vừa chỉ có mỗi nhân loại mới có. Với lại có những trường hợp, có những thiện pháp mà chúng ta phải thực hiện, chúng ta có thể thực hiện được là khi chúng ta có đối tượng. Thí dụ bây giờ chúng ta muốn tu hạnh bố thí ba la mật, bây giờ ở mỗi phạm thiên, mỗi chư thiên chúng sanh hữu phúc, đâu có ai nghèo khổ đi ăn xin đâu mà chúng ta cho. Và đâu có chư thiên phạm thiên nào mà họ đi xuất gia phạm thiên hình thức xuất gia hay là chư thiên hình thức xuất gia đâu để chúng ta đem thực phẩm đến chúng ta cúng dường. Không có. Chỉ có ở cõi nhân loại chúng ta muốn bố thí xả tài được. Chỉ có những nhân loại, có những vị sa môn và la môn xuất gia tu hành, mình đi đến cúng dường cho các xã tài, cúng dường cho các vị đó, chúng ta tạo cái phúc đức. Có những người mà khổ hơn mình, họ cần cái sự giúp đỡ, chúng ta bố thí cho những người đó, gọi là tạo phước qua la mật.
chư thiên phạm thiên đó đâu có cảnh mà chém giết với nhau, đâu có những cái trận khủng bố tàn khốc với nhau. Còn ở đời người chúng ta thì có cảnh sát hại đã thương với nhau, cho nên chúng ta muốn tu tập giữ giới thì tu tập ở đây như vậy. Chỉ là giữ giới tức là chúng ta từ bỏ sự sát sanh đó, từ bỏ cái việc mà thương làm khổ chúng sanh khác, chúng ta tu tập giữ giới. Cái cõi chư thiên hay là cái cõi phạm thiên, những cái cõi này tâm của họ rất là tinh vi, trong sáng. Họ đâu có lẫy lừng khởi lên năm cái triền cái là tham dục, sân hận, hôn thủy, tức là đâu có buồn ngủ giả dự được. Cho nên họ khó mà tu thiền, tu thiền được. Còn khi chúng ta ở dưới cõi này, khi chúng ta quán xét lại, chúng ta thấy là tham dục nặng quá, hay là tâm sân hận nặng quá, hay buồn ngủ giả dự, hoặc là phóng tâm, hoặc hoài nghi, lúc bây giờ mới tinh tấn nỗ lực ngồi lại để kiểm soát, để chánh niệm, vượt qua để dẹp bỏ được năm triền cát, và làm cho các thiền chi tầm tứ hỷ lận định nó khởi lên, và chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hướng tâm đến vô thường khổ để mà đoạn trừ các lậu hoặc, chứng đắc a la hán thì được giải thoát. Thì ở đây là cái chỗ có cơ hội nhiều nhất, cái chỗ mà có cơ hội nhiều nhất. Chính vì vậy Đức Bồ Tát khi mà ngài Bồ Tát Kính Chó trên bầu trời Đâu Xuất, khi mà các vị chư thiên, hội chúng chư thiên thỉnh ngài giáng trần, thỉnh ngài giáng trần để thành Phật mà tiến độ chúng sanh, thì lúc bây giờ ngài phải quán xét, ngài phải quán xét. Avalokana tức là ngài phải quán xét tái sanh ở đâu. Ngài thấy chỉ có Nam Thiện Bộ Châu, cái phổ nhân loại này, thế giới này thì nó dễ, dễ tu hành, dễ thành Phật và dễ độ chúng sanh. Rồi ngài quán xét xem có cái thời kỳ chúng sanh tuổi thọ dài hay ngắn. Nếu mà cái thời kỳ mà chúng sanh là người tuổi thọ dưới 100 tuổi thì cái trí tuệ của họ kém cỏi, không lãnh hội giáo pháp. Mà nếu mà trên 10 muôn tuổi sống lâu quá thì lúc bây giờ họ cũng khó lãnh hội được cái pháp vô thường. Ngài nói đến sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết, không ai. Bởi vì họ sống lâu quá họ đâu có thể già. Họ sống trong cái thời kỳ đó họ đâu có ít có bệnh, cho nên họ không lãnh hội được. Cho nên ngài chỉ lựa cái thời kỳ, Bồ Tát lựa cái thời kỳ chúng sanh dưới 10 muôn tuổi và trên 100 tuổi, từ 100 tuổi là tối thiểu. Rồi ngài suy xét đến cái dòng tộc. Nếu mà một vị Phật mà xuất hiện mà ngài sanh ở cái dòng thương gia hay là nô lệ thì đến thành Phật ngài thuyết pháp không ai nghe, và nó độ chắc lắm thưa quý vị. Cho nên ngài phải ở trong một trong hai giai cao, tức là giai cấp sắc liên lỵ hoàng tộc vua chúa, hay là cái giai cấp và lợi môn, là cái giai cấp trí thức, trí thức tôn giáo. Thì bây giờ đó, ở trong xã hội họ xem giai cấp này là giai cấp quý tộc thượng lưu. Vì vậy cho nên ngài xuất hiện ở trong cái giai cấp đó, sanh ở trong giai cấp đó, lớn lên ngài từ bỏ giai cấp ngài đi xuất gia, thì lúc giờ ngài nói ai cũng nghe, nói vua quan hay các vị bà la môn
hoặc là dân chúng bình dân họ cũng nghe nữa, là sự quan sát đến người mẹ. Người mẹ phải là người có tạo nhiều công đức và có cái tâm nguyện từ trong quá khứ để trở thành Phật mẫu, vân vân. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy thì cõi nhân loại của chúng ta là sung sướng nhất, là hữu duyên nhất. Chúng ta cứ, nếu mà chúng ta muốn đi chơi, chúng ta muốn hưởng phúc hoặc hưởng phước nhàn nhã thì chúng ta nguyện sanh được cõi trời. Và nếu mà chúng ta muốn tu hành, tạo các công đức pháo ba la mật để đạt đến sự giải thoát thì chúng ta nên lưu lại ở cõi nhân loại. Chúng ta dễ tu bởi nó có điều kiện để chúng ta tự mình quan sát, cũng dễ cái sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết khổ chúng ta quan sát được. Và có nhân loại chúng ta muốn bố thí thì cũng có đối tượng nghèo khổ để chúng ta bố thí, vân vân. Thì như vậy cái lý do tại sao mà chúng ta, tại sao trong cái điển Pali mà Đức Phật ngài dạy chúng ta là có người thích hợp cho cái sự quân tu phước đức là như vậy. Nam mô Bổn Thầy và xin kính thỉnh thượng tọa giới đàn trở lại. Sa thú kính trường thượng tọa tiểu sư, lẽ ra thì để thỉnh thượng tọa tiểu sư đi nghỉ, nhưng mà thượng tọa có thể giúp cho một câu hỏi nữa thôi. Rồi sau câu hỏi này chúng ta sẽ thỉnh thượng tọa đi nghỉ. Mà thì trước khi mà chúng ta nói về phạm hạnh đúng không? Brahmacharya, Vasaya thì ở đây tôi muốn nói về cái điều gì, ở trong bài kinh này mang ý nghĩa gì. Và thí dụ như đại hữu Asita, đắc thiền phi tướng phi phi tượng, là như đệ tử như ngày Alara hay là Uddakaramaputta chẳng hạn, những vị đó cũng tu tới thiền vô sở hữu hay là phi tướng phi phi tượng, thì cái sự tu sự thần tượng tính cách ở trong phòng hành trú hay không, hay là một người tạo phước nhiều của đồng phạm hành trú hay không, hay là phạm hành trú này mang ý nghĩa đặc biệt gì khác hơn. Xin kính thỉnh thượng tọa quan nghĩ trở lại. Thứ có lẽ thì tôi đã rồi chỉ dạ thấy thì tôi thì xin đưa tay kính thỉnh thì tôi anh Nam Mô Bổn Thầy. Ở đây khi mà chúng ta nói đến cái danh từ gọi là phạm hạnh, đó có nhiều ý nghĩa của cái tiếng gọi là Brahmacharya. Cái chữ
phạm hạnh nó chỉ cho nhiều cái ý nghĩa, và trong đó nó có ý nghĩa là Puttasasana, tức là giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp của Đức Phật gọi là một phạm hạnh. Thí dụ như khi mà chúng ta nói đến ở trong lục tạng đó, chúng ta xem ở trong lục tạng, khi mà tôn giả Sariputta hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, phạm hạnh của Thế Tôn quá khứ thời thì phạm hạnh của vị Thế Tôn nào được lưu truyền sau khi các Thế Tôn ấy viên tịch, còn của vị nào không được lưu truyền thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài nói rằng phẩm hạnh của Đức Thế Tôn Wesifu Vipassi Sikhi thì không được lưu truyền lại sau khi các Thế Tôn ấy viên tịch, còn những phẩm hạnh của Đức Thế Tôn Kakusata Gunakamana Kassapa thì phẩm hạnh đó được duy trì sau khi Tôn ấy viên tịch, bởi do ba vị Thế Tôn kia không có chế đặt về luật, giới luật cho chúng tỳ kheo đệ tử của ngài, mà chỉ thuyết pháp cho những ai hữu duyên rồi đắc đạo quả người tu kiếm đó thôi. Vì vậy cho nên sau khi các vị đó viên tịch thì giáo pháp, cái phạm hạnh pháp của vị đó bị mất. Thì như vậy ở đây đó, khi mà chúng ta đề cập đến vấn đề của phạm hạnh đó, thì chúng ta phải hiểu là cái chữ phạm hạnh ám chỉ cho giáo pháp. Thì trong trường hợp này tiếng gọi là phạm hạnh trú đó, trong bài kinh hôm nay đó, nó có nghĩa là sống trong giáo pháp, sống theo giáo pháp của Đức Thế Tôn. Mà sống theo giáo pháp của Đức Thế Tôn đó thì có nghĩa là vị này đạt đến đạo quả, đạt đến đạo quả. Bởi vì mặc dù năm giới cũng là Brahmacharya, là phạm hạnh, Bát Quan Đa Giới cũng là phạm hạnh, mà hạnh tứ vô lượng tâm cũng gọi là phạm hạnh. Một người mà họ phục vụ bố thí đa na, cái hạnh bố thí cũng gọi là phạm hạnh. Phục vụ quê gia quá trái cũng là phạm hạnh. Một người kiên cử dâm dục mê thú nát quê ra tí cũng được gọi là phạm hạnh. Một người sống tri túc, nghĩa là sống chỉ biết vui với vợ nhà thôi, không có tài dâm sát ác san tô sát của người là phạm hạnh. Một người tránh cũng gọi là phạm hạnh. Nhưng ở đây có hai cái phạm hạnh mà chúng ta phải biết nó nằm trong ý nghĩa này. Ariya Magga thánh đạo là phạm hạnh, Puttasasana giáo pháp của Đức Phật
được gọi là phẩm hạnh. Như vậy thì trong thế gian có Đức Phật xuất hiện, giáo pháp được thiết lập, để như là có thiết lập phẩm hạnh đó rồi. Nhưng mà bây giờ chúng sanh không có hữu duyên, rất khó có hữu duyên để mà đi vào thánh đạo, tức là đi vào cái đạo quả Tu Đà Quần, đạo quả Tu Đà Hàm, đạo quả Anh Hàm, đạo quả La Hán, ở dưới mắt đó khó lắm quý vị. Cho nên cái ý nghĩa phạm hạnh trú ở trong bài học này đó là muốn ám chỉ cho ý nghĩa là thánh đạo ở dưới mắt đó. Cái này là theo trong chú giải giữa Arya-Magga, theo trong chú giải là một phẩm hạnh. Và khi mà chúng ta kiểm tra lại 10 phẩm hạnh đó, thì chúng ta thấy rõ ở đây trong cái bài học này chỉ có hai ý nghĩa chữ Brahma, Charya Sa là giáo pháp của Đức Phật và thánh đạo. Nhưng mà giáo pháp của Đức Phật, Đức Thế Tôn đã xuất hiện ở đời, Ngài đã thiết lập rồi, thì bây giờ chỉ còn có một ý nghĩa là chúng sanh có thể hữu duyên và đạt thánh đạo đó hay không, thì cái đó là một điều mà đáng nói. Chứ còn cái chuyện tu thiền ấy, thưa quý vị, đắc sơ thì nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, dầu cho trong cái thời kỳ mà không có Đức Phật xuất hiện ở đời, không có giáo pháp của một chánh đẳng giác, thì những vị đạo sĩ tu thiền đi thường. Cho nên cái phẩm hạnh đó đó thì chúng ta không có cần nói đến, hoặc là tinh tấn hay giữ bát quan trai và ngũ giới thì thông thường họ cũng có thể làm được. Dầu có Đức Phật xuất hiện hay không xuất hiện thì họ giữ năm giới cũng được, bố thí cũng được, phục vụ cũng được. Cho nên vấn đề đó không cần phải nói. Ở đây chúng ta chỉ nói đến thánh đạo mà thôi. Ý nghĩa là như vậy. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị và câu hỏi của Thượng Đại Giác Đẳng Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú chừng thư tập tiểu sư để thỉnh thư tập tiểu sư đi nghỉ. Đại Đức Minh Thông, Đại Đức Minh Thông có ở trước máy và có nghe được không? Nếu Đại Đức Minh Thông nghe được, xin thưởng thư tọa Đại Đức Minh Thông trả lời cho cô thư luận tiếp theo. Đại Đức Minh Thông có nhiều Phật tử đó, ngay cả nhà sư tu tập là không phải để đoạn tận phiền não, không phải để chứng đắc đạo quả, mà chỉ để tạo cái duyên, là tu để gieo duyên, tạo duyên là cho đời sau thôi. Cái quan điểm như vậy nó có hợp tình hợp lý không ở cái thỉnh Đại Đức Minh Thông? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không gì có nghe rõ. Cảm ơn Phong Lan. Kính thưa sư phụ, vấn đề này thì con thấy nhan nhản nhưng mà khó nói, là bởi vì tất cả mọi sự việc trong khi làm việc cũng như tu hành là cần phải có một cái trí huệ, cái trí tuệ để cho chúng ta có thể là hiểu rõ mình ở đâu và mình đang làm gì, muốn gì. Cho nên là trên thế gian này có nhiều người không thấy là họ có khả năng tu hành để chứng quả được, mà họ chỉ nghĩ rằng để làm phước, bố thí hay là
trì giới mà để tạo cho cái duyên lành, nhưng mà họ không có tiến hành đến con đường phạm hạnh để mà tu tập. Tu tập tức là xả bỏ, xả ly và thực hành cái thánh đạo của Đức Phật giảng dạy là tứ duyên, thập nhị nhân duyên và samatha và vipassana, mà họ không thấy cái điều đó. Vì vậy cho nên là con rất là trân quý tất cả những Phật tử hiện đang có mặt trong room này thường xuyên hàng ngày, và con cầu mong chư vị này sẽ tinh tấn tu hành để có thể chứng đắc được thánh đạo, thâu ngắn con đường sinh tử luân hồi của mình, để có một thời điểm đẹp trời nào đó khi mình gặp những Phật trong tương lai tái sanh, để mình có thể mà tu hành để chứng đắc được. Là bởi vì tất cả những cái việc tu hành của chúng ta đó, nó không phải là tự nhiên, mà nó không phải là tự nhiên mà thành tựu. Chúng ta khó mà có thể thành một vị mà Samma Sambuddho, tức là tự mình chứng ngộ. Nhưng mà có thể là Savaka Buddho, tức là người Phật thinh văn, tức là nghe giáo pháp. Nghe giáo pháp có thể là vào room này nghe giáo pháp. Nghe giáo pháp có thể là đọc kinh sách mà hiểu giáo pháp, rồi từ đó chứng ngộ được theo một cái giáo pháp đã được dạy sẵn, thì chúng ta chứng ngộ lúc đó gọi là Savaka Buddho, tức là Đức Phật thinh văn. Thinh văn tức là nghe giáo pháp. Vì vậy cho nên là con cầu mong, con hy vọng tất cả chư vị Phật tử có mặt trong room này thấy rõ cái giáo pháp và thực hành cái giáo pháp, để thấy rõ, để chiêm nghiệm được cái vị ngọt cái giáo pháp mà tinh tấn tu hành, và nhờ vậy có một cái thành tựu nào đó, rồi tạo tập được những cái ba ra mật, mà đến thành tựu nào một đầy đủ cái ba mật rồi thì sẽ chứng quả. Là bởi vì kính thưa sư phụ, con hiểu rằng chúng ta hiện tại bây giờ chưa chứng những cái thiền sơ nhị tam tứ thiền, và không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi sự tưởng xứ, và sơ nhị tam tứ quả, thì là chúng ta là những người còn vô minh. Nhưng mà những người còn vô minh thì trôi lăn trong sanh tử luân hồi, mà người nào cố gắng giữ ngũ giới thì không đọa địa ngục trong cái chuỗi dài sanh tử của họ. Và nhờ có là hành thiện pháp, và nhờ cái hành thiện pháp trong cái ngũ giới đó mà giúp cho chúng ta còn lưu lại ra trại trần gian này để tiếp tục tu hành nữa. Chúng ta phải biết rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái người thông minh lỗi lạc. Ngài đi một con đường trí tuệ là con đường ngắn nhất, mà phải 20 A Tăng Tỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp trái đất. Thì nói là một đại kiếp trái đất thì chúng ta cũng không biết rõ là bao nhiêu năm tháng. Và một A Tăng Tỳ Kiếp thì chúng ta không thể tưởng tượng rõ bao nhiêu năm tháng, chỉ có thể hiểu ra là số 1 và 140 con zero nữa, để mà gọi mà cái số thời gian năm tháng hay là những kiếp mà của chúng ta phải thành tựu để thực hiện được một vị quả diệu Phật. Đó là chỉ có một A Tăng Tỳ Kiếp thôi, bởi Đức Phật là có người đi nhanh nhất, đi con đường trí tuệ là 20 A Tăng Tỳ Kiếp. Mà cái người mà đi bằng cái con đường đó đức tin đó, thì là 40 A Tăng Tỳ Kiếp. Mà một con người đi mà con đường là tinh tấn đó, thì phải là 80 A Tăng Tỳ Kiếp. Thì như vậy là cái khoảng thời gian đòi hỏi để chúng ta lìa bỏ cái thân sanh tử luân hồi chúng sanh này để mà được thành một vị Phật, là một thời gian này chúng ta không thể tưởng tượng được bao nhiêu với cái trí tuệ của con người của chúng ta. Vì vậy cho nên là người nào mà vào đấy như là Trần Đạo hay là Văn là và Nguyệt Thâm Ma Hoa Nguyệt Pháp Lữ vân vân, là những người mà con rất là kính trọng, tại vì thường xuyên vào room và thường xuyên lắng nghe nhạc, lắng nghe pháp và đọc kinh Pali. Thành ra đó là những người chân tử, những đứa con của Phật. Thành ra một ngày đẹp trời nào đó Đức Phật Maitreya xuất hiện ra đời, thì Ngài quán sát, thì người nào mà có đầy đủ ba la mật thì Ngài sẽ hiện đến mà bảo cho chúng ta, để chúng ta có thành đạo quả. Chứ mà nghĩ rằng mà chúng ta mà
mà thành mà Đức Phật Samma Sambuddho thì hàng năm tháng mà chúng ta không thể tưởng được, mà ngài thấy con cọp mà nó đói quá, ngài leo đi, ngài bỏ thân mình xuống để cho ngay cái chân cọp để cho con cọp ăn đó. Thành ra sự việc đó ngài làm không biết bao nhiêu lần, mà ngài đã bố thí vợ, bố thí con, rồi vân vân, là kể cả thân xác của ngài, là ngài đã thành tựu những điều mà không thể nghĩ bàn, mà chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta khó có thể thành tựu được trong kiếp này những điều mà Đức Phật Thích Ca đã làm vậy. Vì vậy chính thưa sư phụ, Phật tử mà tạo duyên lành chứ không phải là để thành tựu tự giác, cái đó là đa số con thấy là như vậy. Và Đức Phật đã giảng dạy trên thế gian này có nhiều cái pháp mà khó làm được, thí dụ như xuất gia đó. Bây giờ thí dụ như là trần đạo hay pháp lữ, nó là xuất gia dễ, tôi cắt nó đi cái cạo đầu đi xuất gia giao duyên tháng là làm được không? Nó thể làm được thì nói là tôi có khả năng làm, nhưng mà không ai làm được. Cái một người mà muốn xuất gia mà chưa có dứt khoát là giải học, rồi khi mà đến khi không ra thì cương quyết ra xuất gia thì con cà rà. Thành ra nhiều cái điều mà con chứng kiến tận mắt ngay chùa, thì có những người mà muốn xuất gia mà cái tâm tưởng của họ chưa có quyết định, thì cho nên là muốn xuất gia như vậy là khổ, mà nghe pháp triền miên thì cũng là một điều khó khăn, mà nghe pháp mà hiểu pháp lại là điều khó khăn thứ hai, mà nghe pháp mà thực hành pháp là điều khó khăn thứ ba, mà thực hành đúng pháp là điều khó khăn thứ tư. Mà mỗi một cái điều như vậy đó thiên năng vạn năng, mà những người trong đạo tràng này con thấy vậy thì con rất là kính phục. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, thì cái lời nói của con ở đây là để là sắc tấn tất cả những vị chưa là tỳ kheo hay tỳ kheo ni thì nên suy nghĩ cái mục đích tối hậu của mình là gì. Thì ở trong cái trần gian này thì dễ dàng mà phạm giới, mà phạm giới là đi địa ngục. May mắn là đã có những cái thiện duyên từ trước mà đã không vào được địa ngục, mà lại được vào rum Phật pháp này để mà nghe pháp này, là quý vị đã có một cái chiều dày tu hành đáng kể. Vậy thì hy vọng rằng quý vị hãy nên là tinh tấn tu hành thêm, để không phải là xuất gia gieo duyên, mà thật sự xuất gia để cương quyết dứt bỏ cái thân sanh tử luân hồi này, để có một cái thân mà giác ngộ. Cho nên Đức Phật giảng dạy rằng những chư Phật mà đúng nghĩa của họ thì không có một chư Phật nào mang cái thân bằng xương bằng thịt này. Tại sao? Cái thân bằng xương bằng thịt này là bị bệnh, mà đâu có Phật nó mới bị bệnh đâu. Đó, cho nên là chúng ta phải thấy rõ là cái mục đích tu hành của chúng ta, mục đích đời sống của chúng ta ở trần gian này là gì? Là tìm ra cái cách để mà chấm dứt sanh tử luân hồi, để mà đạt được cái trí tuệ, thực hiện được trí tuệ trong tâm của chúng ta. Đó, đã mới được cái mà phạm hạnh mà sư bá hồi nãy nói gọi là cái Pracharya hay là Ariya Magga, là mà thánh đạo. Thì như vậy là chúng ta có thể thực hiện được lời giáo huấn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy. Con còn nhớ lời giáo huấn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng giải, xin được lặp lại trong room này. Ngài nói một cách cúng dường Như Lai cao thượng nhất là không phải đem đô la, euro, tiền bạc hay là chuối hay là xôi dâng cho ngài, mà lại là thực hành những lời ngài đã dạy. Mà thực hành những lời ngài đã dạy thì sẽ hưởng được những điều mà ngài đang hưởng. Vì đó là cái lòng từ bi của Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con xin chấm dứt để nhờ sư phụ giảng giải thêm những điều con nói chưa đúng. Và con xin chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh sư phụ trở lại mic. Sa thú cái trường cả đại đức Quyền Thông. Thưa quý Phật tử, trong cuộc sống của chúng ta, nói về dòng luân hồi thì có ba thứ mà còn lưu lại sau khi mà chúng ta rời bỏ cái thân của chúng ta.
tức là sau khi chết đi. Trước nhất dĩ nhiên là cái nghiệp và quả của nghiệp. Những nghiệp nào mà chúng ta đã tạo ra thì nó để lại kết quả. Và kết quả dù là quá thiện hay quá bất thiện nó là hành trang chúng ta theo trong luân hồi. Thứ hai nữa thưa quý vị, đó là thói quen. Ở trong kinh Chị Hán thường là tập khí, và ở trong kinh điển Pali thường dùng danh từ là thường thân ý duyên, thường cận ý duyên. Và thói quen này đó, nó bao gồm nhiều thứ, là có thể là một cái ấn tượng còn để lại trong tâm, hay là một cái gì đó mà chúng ta cảm nhận một cách quen thuộc do chúng ta thường làm. Thì thứ gì cũng thời làm phước, nhưng mà một người làm phước thường bày vẽ ra cái hình thức nhiều. Ví dụ mình làm phước phải chùa, rồi mình làm phước phải có trang hoàng, phải có thế này thế kia. Khi mà chúng ta sanh vào cảnh giới mà nó không có những hình ảnh thân quen như vậy được, thì chúng ta không làm phước được. Nhưng mà nếu một người mà làm phước bởi vì cái lòng trắc ẩn hay là bí mẩn, thấy người ta khổ mà, rồi mình phát tâm mình làm phước, và điều đó trở thành thói quen, thì thứ gì mình sanh ra đời không gặp Phật Pháp, thì chúng ta cũng có cái thói quen là thấy người thì khởi tâm muốn cứu giúp. Cái đó là một thói quen rất tốt, bởi vì cái khổ nó có mặt ở trong mọi nơi. Thấy người ta buồn, người ta rơi nước mắt, thấy người ta bị điều bất hạnh, mình có thể rung động được. Nó là thói quen rất tốt. Đối với bản thân của chúng ta đó, thì cái tinh thần quý trọng chánh pháp, quý trọng sự thật đó, nó là một thói quen đặc biệt rất tốt. Ví dụ như là thời nào mà chư Phật ra đời rồi thì chúng sanh tiếp tối theo đó, thì sanh về cõi trời hay sanh về cõi người đó. Có những cái người rất là lỗi lạc, chuyên về khoa học, đi nghiên cứu sự thật. Đó là ảnh hưởng của một sự ra đời của vị Phật. Bởi vì Phật Pháp dạy chúng ta là nhìn thẳng vào thực tại, khám phá ra lẽ thật. Và cái sự mến Pháp, yêu chuộng chánh Pháp, yêu chuộng lẽ thật đó, nó là cái duyên rất lớn. Có những người sanh ra đời họ không bao giờ muốn tìm hiểu sự thật, chính xác sự thật là gì. Nhưng mà điều đó nó làm sự thiệt thòi cho chúng ta. Mình là người hiểu Phật Pháp thì luôn luôn cố gắng để tìm ra cái gì là cái lẽ thật, cái gì là sự thật của vấn đề. Là do vậy, hai cái thói quen mà rất là tốt để chúng ta làm hành trang cho đời sau đó. Một đó là lòng yêu chuộng chánh pháp hay là yêu chuộng lẽ thật. Và thứ hai nữa đó là lòng trắc ẩn trước nỗi khổ của người khác. Cho dù mình sanh ra đời mà ở cái xứ không biết Phật Pháp, ở cái xứ không có gặp Tam Bảo, nhưng mà hai cái thói quen đó nó vẫn còn, nó vẫn lợi ích cho chúng ta vô cùng. Và thưa quý vị, sau cái quả của nghiệp, sau cái thói quen, thì chúng ta còn có một thứ còn lưu lại gọi là túc duyên. Dạ, túc duyên tức là cái duyên lành hay là cái thiện duyên. Thiện duyên trong Phật Pháp đó, thì đến từ ba cái yếu tính. Yếu tính đầu tiên đó là mình biết hợp lực với người khác để tạo phước, mà chúng ta gọi là cộng nghiệp thiện. Cái chuyện gì mà mình làm tốt, nhất là làm phước, mình nên rủ nhiều người. Chúng tôi đôi khi thấy có những người Phật tử và nhà sư đó, khi mà thấy có những chuyện gì hay đó, hay kêu gọi, hay kêu gọi người này, hay kêu gọi người kia, hay rủ, hay mời, chúng tôi rất là hoan hỷ. Khi mà mình làm phước mà mình biết rủ người khác đó, thứ nhất là mình không có cái tâm bỏng sẻn, nghĩ là ồ,
Đây là cơ hội, là phước chỉ có riêng mình thôi. Và thứ hai nữa đó là đời sau mình sanh ra gặp những người đó, họ xấu với ai thì xấu, nhưng mà với mình thì tốt. Tại vì mình với họ có cái cộng nghiệp tốt. Tại sao có những người mà họ ra đời đó, họ gặp những người tốt, nhưng mà họ lại không nhận được cái tốt của người đó, mà họ chỉ nhận được cái xấu, là tại vì họ không có duyên lành mình kia đó. Thật ra những người tốt, người xấu không hẳn bản thân người tốt hay xấu, mà do cái cộng nghiệp quá khứ với mình. Nếu mình đã từng là cộng nghiệp thiện thì đời này sanh ra họ có xấu với mình, họ vẫn tốt với mình. Điều này chúng ta phải để ý, là chúng ta nên làm phước, mình rủ người khác cùng làm phước, tạo ra cái thiện duyên với người khác. Đó là điểm thứ nhất, là cùng có cộng nghiệp tốt. Điều thứ hai, thưa quý vị, mà để có cái tương duyên tốt với người khác đó, gọi là hữu duyên đó, là chúng ta nên dùng bốn cái nhiếp pháp là ái ngữ lời hành, bốn thí ái ngữ lời hành đồng sự, là cái pháp để tạo ra cái thiện duyên. Không phải tự nhiên mà Đức Phật ngài có thể độ vô số chư thiên và nhân loại, tại vì vô lượng kiếp quá khứ đó ngài đã cho bằng cái tài vật là bố thí, ngài cho bằng cái lời nói thân thiện gọi là ái ngữ, cho cái sự lợi hành là nghĩ đến cái lợi ích của người chúng sanh, sống vì lợi ích chúng sanh, và cho về cái chúng ta gọi là tinh thần đồng sự là bình đẳng. Mình với người khác đối xử, mình ra sao thì mình cho người khác như vậy, gọi là bình đồng sự. Thì thưa quý vị, bốn cái nhiếp pháp này đó, nó tạo cho cái thiện duyên rất là nhiều. Bây giờ như chúng ta ngồi đây nghe pháp, thật ra có kiếp quá khứ xa xưa nào đó chúng ta đã từng được Đức Phật ngài trong vô lượng kiếp quá khứ, ngài đã giúp cho chúng ta bằng bốn nhiếp pháp đó, và chúng ta thừa hưởng. Bây giờ chúng ta nghe pháp Đức Phật, tự nhiên chúng ta có sự xúc động, chúng ta có sự trân trọng, chúng ta có một cái tâm quy hướng, thì điều đó là một điều rất có lợi, là chúng ta sống bằng bốn nhiếp pháp và hưởng bốn nhiếp pháp được. Và sau cùng thì để tạo cái duyên lành cho tất cả mọi người, thì trong cuộc sống này, bản thân của chúng ta sống thì không nên sống một mình, mà chúng ta nên sống có cống hiến. Chính vì cái sự cống hiến vị tha đó, nó dễ dàng chúng ta đời sau làm những bậc lãnh đạo, làm những cái người đầu đàn, chúng ta làm những cái việc mà có thể hỗ trợ cho chúng sanh khác. Cái khuynh hướng trong đạo Phật là vị nào mà sống cô độc một mình thì vị đó hay trở thành độc giác, nhưng vị nào sống vì chúng sanh khác thì nếu cao thì vẫn toàn giác, rồi nếu thấp rồi thinh mang giác, nhưng mà có thể có khả năng để tiếp độ khác. Chúng ta nên sống có tinh thần lời tha, tinh thần phục vụ. Thì bây giờ chúng ta nói lại là cái chuyện của mình đó, là không phải chúng ta chỉ tạo phúc nghiệp, mà chúng ta còn tạo những thói quen tốt, gọi là thường thân ý duyên hay thường cận ý duyên. Không phải chỉ tạo thói quen tốt, mà chúng ta còn biết tạo cái duyên lành. Và cái duyên lành đó hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều. Đọc trong Chát Thất Cá, ở trong Kinh Bổn Sanh, mình thấy rằng tất cả những đệ tử Phật, dù là xuất gia hay tại gia, dù nam hay nữ, dù là trong gia tộc Đồng Thích Ca hay là những người ngoại đạo vân vân, thì tất cả đều có cái liên hệ chặt chẽ ở quá khứ, và điều này thường chúng ta không có thấy được. Chúng tôi lớn lên ở miền Nam nước Việt, thưa quý vị, hồi nhỏ đó chúng tôi nhìn thấy cây cối hay là rau cỏ chung quanh đó, mình thấy nó mọc lên dễ lắm. Và chưa bao giờ mà chúng tôi hiểu được, chưa bao giờ chúng tôi nghĩ đặt vấn đề là mình trồng một cái cây nó khó đến mức độ nào. Khi mà chúng tôi sang Mỹ thì bắt đầu đôi khi nghĩ đến những cái cây mà bên mình, ví dụ chúng tôi có những lần về Florida đó, thì chúng tôi thấy rằng có những nơi trồng mít được mà không trồng sầu riêng được, có nơi trồng sầu riêng được mà không trồng bú sữa được. Mình nghĩ là ồ, cây nhiệt đới cây nào cũng giống nhau, không phải vậy. Có những loại cam trồng chỗ này ngọt, chỗ kia không ngọt.
có những cái loại chuối trồng ở đây thì rất là tốt, ví dụ đất núi chẳng hạn, có những nơi mà trồng được mà nó có trái. Thì trong cái nhìn của những chuyên gia về cánh nông á, những người giỏi về cánh nông thì họ biết rằng một cái loại cây, một cái loại quả nó được trồng, nó được đơm hoa kết trái, nó đòi hỏi nhiều thứ, phong thổ thích hợp, nào là đất thích hợp, nào là chăm sóc thích hợp, nó nhiều thứ để có được một cái trái cây. Tức là nó hội đủ nhiều nhân duyên. Bởi vì chúng ta nói ở đây là con người mình sống là phải có phước, rồi phải có duyên, hữu phước, hữu duyên, hữu đức, hữu trí. Nếu có khi mà có trí mà lại không có phước, không có duyên thì cũng gặp được Phật pháp. Có nhiều khi mình có trí nhưng mà lại không có đức thì mình cũng không có gặp, không có thực hành theo Phật pháp được. Và có nhiều khi mình có trí có đức mà lại không có duyên, không có phước cũng gặp Phật pháp được. Có rất nhiều, có rất là nhiều những thứ mà gọi là điều kiện, là những cái yếu tố để kết hợp lại để tạo thành một cái thành tựu. Thì không phải tự nhiên mà chúng ta ngồi ở một nơi nào đó, như bây giờ chúng tôi đang ngồi ở đây ở tại thành phố Houston ở Mỹ, không phải tự ngồi tại đây, nó cũng có nhiều sự đưa đẩy của trong cái quá khứ xa xưa. Có những bậc ân nhân đã được từng giúp chúng tôi vượt biên sang đây, rồi vì chúng tôi đọc hòa thượng thì chúng tôi mới về đây, vân vân, nhiều điều kiện khác nhau chứ không phải một điều kiện. Nên những pháp mà được đề cập đến trong bài kinh hôm nay là những gợi ý rất là tốt để chúng ta suy nghĩ. Chúng tôi mong rằng những gì thưa tôi sư trình bày sẽ mang lại lợi ích cho tất cả quý Phật tử. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trân chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lạc, một đêm an lạc. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Còn khai ma thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy và phù ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cư tung đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Yang kinci kula kamang kapa pangiriya mamangkaye navai jara didase sukatang kamang kaya kanyo adiye.